Tên, bây giờ đã xong hết tất cả các món ăn rồi đó quý vị. Đây là cái món mà từ sáng tới giờ Lợi đã đi chợ và mua và làm hết mọi thứ như thế này. Nó mất khoảng 2 tiếng đồng hồ quý vị. 2 tiếng. Thì thôi bây giờ Lợi xin mời quý vị khán giả và tất cả các bạn cùng ăn chung với đám bạn của Lợi nha. Xin mời. Gặp tiếp. Quý vị khán giả, bây giờ ăn rồi. Bây giờ Lợi mời quý vị khán giả ăn chung với tụi bạn Lợi nha. Và mọi người. Hôm nay đi Vũng Tàu đi chợ về mua đồ ăn rất là nhiều luôn. Họp tụ anh em lại chơi một bữa.
sao mì cay, nó đâu có gì đâu cay. Chua lắm, chim su siêu cay. Mì nó mì cay hả? Không mà hai mà ăn được. Đó, còn cái tô ấy đó. Cái này mì chia ra. Thường chiên cay đó. Cho ăn đổ mì đi nha. Này nó thiếu đâu muốn gì. Nó muốn ăn sao vậy? Đúng rồi. Sữa là làm. Sữa, nó làm. Mưa canh, ớt, để vô xài. Pizza quý vị. Đây là pizza nha. Ngon lắm. Ngon lắm. Em không thấy là có bếp luôn hả? Có không? Có. Có bếp được không? Ủa sao anh sống bên con cá đã? Có bếp còn hả? Có bếp còn. Bên con cá đây. Bên con cá đây. Bên con cá đây. Nó bỏ vô thôi em nè. Ê, đậu bỏ là con điện nữa. Nè. Đây có cặp cái nào có cặp dây điện mà gì vậy quả cái ấu điện ở ấu điện để ở đây để giữa ăn ở đâu cái mâu không để ăn trước đi ăn trước trước đi không có cuối gì ăn ha rồi không có cuối em lấy dây điện cho mọi người cầm cho nó cái này cầm muốn ăn cái gì em lấy cho hai con thầy vô tình đấy em dạ không vô đi đi chơi mà bạn đông vậy là phải uống bia nha quý vị. Không uống bia nó không vui đâu. Xa xa mà ảnh quá. Cũng đâu luôn, phải cứ phải cậu mày. Mày ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon không? Chưa ăn tập hả? Ăn ở không ngon được. Mà ngắn lại cũng ngon. Lại lấy chân giá xuống chẳng. Xưng cái môi bả lên nhưng mà bây giờ ăn tôm là không có củ để ăn luôn. Cái này bạn này nó chai. Còn cái
mai sao các phòng cũng có tivi nữa đó. Nhưng mà khô ớt cái vị rất là ngon, rất là thơm nha quý vị. Cá thì tại vì nãy giờ là để nó nguội rồi đó. Thôi thì bây giờ là hôm nay là được gặp mặt mọi người ở đây là rất là vui rồi. Lời cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm và theo dõi Lợi từ hồi bữa tới bây giờ. Xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì Lợi sẽ cùng chơi với tụi bạn Lợi. Xin chúc quý vị khán giả một buổi tối thật vui vẻ bên gia đình mình. Chào và hẹn gặp lại. Chào.